Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em làm video với những tầm tiền mà các bác có thể sử dụng được. Đấy, rẻ nhưng mà vẫn xịn nha các bác. Đấy. Thì đây là những cái bộ dây AV và bộ dây loa Med Can Red để phục vụ các bác là ở cái tầm tiền. Đấy, với những cái bộ vàng như là karaoke tầm ok nha, gọi là cỡ chục triệu đi trở lại. Đấy các bác ơi, vừa về sáng nay mà một cuộn đã cò giờ chắc còn khoảng được 40m đấy. Giá là 45 ngàn một mét nha. Các bác mình chơi lo hát karaoke mà dùng dây này thì quá ngon rồi. Nghe nhạc cũng rất là ok nha các bác. Còn mình muốn được dây lo cao cấp hơn nữa thì các bác có thể xem những video ở em giới thiệu những sản phẩm nó tầm trung hay là tầm cao nha. Thì mỗi video em sẽ có những cái sản phẩm mà nó tầm tiền để phục vụ các bác là mình sử dụng nha. Đây là những bộ AV 250, 300 ngàn và cạc đác 650 và ba lăng là 850. Đấy. Thì sáng nay em mới cập nhật là những bộ dây đất tầm tiền, dây summer mèo vàng đẹp trưng, và đặc biệt cái dòng này nó mềm đó các bác, nó mềm như bún vậy đó. Các bác mà sử dụng trên những cái tủ mà nó có diện tích chặt thì con này xài cực kỳ ok. Dây các bác cầm, nếu cầm không mà cảm nhận như những dòng Warren Hill, chất âm thì rất là ngon nha các bác. Đặc biệt những dòng của đất này thì nó sử dụng ở đồng nguyên chất như những dòng Monter. Thì Monter thì các bác nói giá rỉ hơn nha, nó 250 ngàn một bộ. Còn con dây đất này thì là 300 ngàn. Bác nào lấy 2 đôi là 600 ngàn bao ship. Còn một đôi là 300 ngàn em không thể bao ship nha. Ship khoảng là 30-40 ngàn gì đó. Đấy, còn các bác nên lấy 2 đôi một lúc á, nó sẽ tiện hơn em bao ship. Còn Monter cũng vậy, một đôi là 250, các bác lấy 2 đôi là 500 bao ship. Còn một đôi thì không bao ship được nha. Đấy, Monter thì các bác sẽ thấy nó dài to hơn. Tại vì sao? Nó được bọc một cái lớp bảo vệ cước rất là dày và dây nó sẽ cứng hơn cái dòng dây này. Đấy. Đấy bác. Dây này là chuột cắn không bao giờ được rồi các bác. Nhưng mà dây này thì chuột cắn được này. Nó dạy cho trong dàn audio không bao giờ có chuột đâu các bác. Đấy. Nếu các bác nào mà thích mềm dẻo nhẹ nhàng gọi là thảnh thơi á thì các bác lựa chọn dây đất, dây summer này của đất đây. Một bộ nó là 300 ngàn, hai bộ là 600 bao ship. Còn bộ của Monter, Monter thì đặc trưng của nó là cái gì nó cũng bự đấy các bác. Mang Mỹ mà. Mấy ông Mỹ cái nào nhỉ? Họ làm cũng bự và nhìn nó chắc nịch vậy đó. Các bác thấy đầu rác không? Có chắc nịch rồi. Đấy. Nhưng mà nó rẻ hơn dây đất nha. Cũng 1 mét luôn, 250. Còn hai bộ là 500. Bác nào mình lấy thì cứ alo cho em Chiến qua hai số điện thoại kia. Thì em sẽ gửi hàng tận nơi cho các bác. Mà các bác phải cho em tên này, địa chỉ này và cái sản phẩm các bác mua. Một thứ nhất là các bác có thể nhắn tin qua hai số điện thoại đó. Thứ hai là các bác sẽ gọi điện cho em và đọc cho em tên và địa chỉ nha. Các bác nào mình không thể nhắn tin được thì cứ đọc cho em ghi cho em gửi hàng cho các bác nha. Rồi thì Monter thì còn mấy bộ như thế này em lôi ra để mà quay cho các bác. Cái lô Monter này á thì về cách đây chắc cũng vài bữa các bác, về 50 bộ, về 100 bộ luôn mà giờ còn nhiêu đây nè. Còn cái lô Summer Duck này thì mới về đấy mà cũng gửi được 10 bộ rồi. Và đây là bộ dây Canred, dây nhập về để phục vụ các bác. Cái dòng dây loa Canred của Nhật á, thứ nhất là nó mềm dẻo và thứ hai là hãng họ sản xuất ra những cái sản phẩm nó tầm tiền mà chất âm vượt trội, như những dòng dây AV của Canred cũng rất là ngon. Đây. Lõi nó to lên 4 ly luôn nha các bác, rất là mịn nha. Đồng nguyên chất thì các bác xài Thiên Thu luôn, 45 ngàn một mét nha. Các bác mua 10 mét trở lên thì em bao ship nha, còn dưới 10 mét là không bao ship nha các bác. Và đây là những dòng dây cạc đác của Mỹ, dòng Order Crow. Thor US, bộ này là giá 650 ngàn một bộ nha các bác. Bao ship nha. Dây cạc đác ở phân khúc là tầm trung này. Cạc đác 650 AV và ba lăng là 850. Ba lăng là các bác chơi cho những cái bộ vàng sử dụng ba lăng được cái này. Karaoke hoặc là chơi vang xuống đẩy, muốn sử dụng dòng tốt thì sử dụng cao cấp dòng loại này, 850 ngàn bộ. Rồi em làm video sơ để giới thiệu những sản phẩm nó tầm tiền như thế. Thì bác nào mình có nhu cầu thì cứ alo cho em Chiến nha. Và đây là những sản phẩm mà sáng nay về. Hai con đầu đĩa là bán rồi nha các bác. Thì còn con lọc Victor C80 cũng bán rồi nha. Còn là con QRX 5500 này. Con Equal dưới cùng là con BR2215R này. Còn nó hàng hiếm này. Và con khủng long bào chúa của hãng ADC450X và con BRS 3000. Đấy. Còn con Victor 80 đó là bán rồi. Đấy. Rồi em thông báo như thế. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha. Ấn vào nút đăng ký kênh góc phải màn hình. Đấy, một cái thao tác ấn đăng ký thôi thì các bác đã ủng hộ kênh rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều.